Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cũng khá là lâu rồi mình chưa làm những cái video nào có mặt mình ở trong nhé các bạn nhé. Tại vì mình quay review một tay các bạn, mình chỉ có một máy thôi nên mình chỉ có quay được vừa giới thiệu sản phẩm cũng như là vừa nói những tiếng Anh cho các bạn nghe. Thì hôm nay mình sẽ làm một video về một chủ đề khác, chủ đề về xe máy của bạn. Khá là lâu rồi mình chưa làm lại. Thì chắc hẳn vừa rồi những ngày qua thì các bạn cũng khá là xôn xao về một cái vụ, đó là một anh giao hàng đi giao cho khách chỉ vì mà bị đánh gãy hai cái tay, thì cũng khá là thương cho shipper các bạn nhé. Đi giao hàng thật sự là cực kỳ là khổ luôn. Mình cũng từng đi giao hàng thì ví dụ như cái mình giao tới cho khách, nhiều khi mình những cái nơi địa chỉ khó mình sẽ đi lui đi tới khá là nhiều. Mình sẽ tìm nhà để gọi điện tìm nhà cho khách, đến nhà khách cũng khá là nhiều chi phí như là tiền điện thoại, tiền xăng để tìm được nhà khách cho các bạn nhé. Các cái khổ đi lui tới nhiều, chưa kể nắng mưa nữa. Chẳng tiện chia sẻ cho các bạn những dòng xe dành phù hợp cho những bạn nào chuẩn bị làm shipper, cũng như các bạn đang làm shipper thì mình chia sẻ luôn thì những dòng xe nào phù hợp cho các bạn nhé các bạn nhé. Thì hiện tại mình thấy cũng khá là nhiều bạn đi shipper, đi giao hàng thì các bạn sẽ dùng những dòng xe cũng khá là cao cấp như là AB này, cái dòng xe AB hoặc là xe côn tay như Accenter, Winner các bạn. Thì những dòng xe đó đi giao hàng cũng khá là ok, tính ổn định khá là cao, nhưng mà các bạn biết đó, cái phí mà sử dụng những dòng xe càng cao, giá trị cao như vậy sẽ là rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như mình nói tới xe Sega thôi, thì chi phí vận hành cái dòng xe đó, ví dụ như bạn cộng thêm một dây nhớt này cũng hơn 100 mấy ngàn rồi, nhớt trung bình thôi các bạn nhé. Chưa kể phải thay nhớt cầu lọc gió này khá là cao. Dòng xe ga thì ví dụ như các bạn đi di chuyển liên tục á, các bạn ít dừng lại á, thì nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ cái độ hao mòn của cái bộ nồi côn hộp số tự động á thì nó sẽ ổn định hơn, là các bạn sẽ di chuyển từng đoạn nhé các bạn nhé. Vì dòng xe ga khi bạn các bạn di chuyển á, các bạn di chuyển ví dụ các bạn dừng lại xong các bạn để đi tiếp, khi bạn kéo ga thì cái bi văng ở trong cái bộ nồi côn đó nó sẽ văng trượt ở trên nó ra, các bạn đi thay các bạn sẽ biết đó, là khi mà ta tháo ra thấy những cái bi văng ở trong đó nó bị trượt mòn ở trên đó, khi bạn đi như vậy nó sẽ rất là lì, cũng như là nó đỡ ồ như các bạn nhé, ghế rất là to. Chi phí thay những cái đó cũng khá là mắc, chưa kể xe ga thì cái bộ dàn nhựa nó rất là nhiều, các bạn đi những đường vòng á thì sẽ sẽ rất là màu bị kéo sửa các bạn nhé, thì sẽ rất là kêu ồ nhé các bạn nhé. Các bạn những dòng đó thì nói chung là được cái là xe ga các bạn được cái yên rất khá là to, các bạn chở hàng thoải mái. Còn về những dòng xe côn tay thì các bạn đi giao hàng á thì rất là nhiều bất tiện, ví dụ như là các bạn sẽ phải bóc côn nhả liên tục này bằng hai tay này, chưa kể nó với lại cái bộ nồi côn khi các bạn đi nhả liên tục á thì nó sẽ làm mâu mòn những cái lá côn các bạn nhé, chi phí thay cũng khá là nhiều. Và dòng xe ga xe số cũng vậy, xe số thì thay nhớt cũng khá là mắc, chưa kể mình phải thay nước mát này đó cũng khá là nhiều. Thì nói chung lại á, là những dòng xe cao cấp khi các bạn đi giao hàng có một cái mối nguy hiểm đó nữa là sẽ nhiều người ý, khi nhất là khi các bạn giao hàng vào trong những cái nơi mà vùng sâu vùng xa các bạn, thì cái mình sẽ rất là nguy hiểm vì xe mình giá trị khá là cao đó. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn những cái dòng xe nào phù hợp cho những bạn giao hàng nhé các bạn nhé. Bạn nào dự tính đi giao hàng á, thì mình mua những dòng xe ví dụ như là dòng Quay này, Quay Alpha này, Quay RX này, hoặc là Cirrus CFI, Jupiter Future, thì những cái dòng xe đó phổ thông thì giá thành của nó cũng vừa tầm, với lại chi phí sửa chữa cũng khá là rẻ đó. Tiết kiệm xăng cho các bạn nữa thì các bạn sẽ được lợi rất nhiều hơn, tại vì các bạn giao hàng mấy chục đơn hàng thì các bạn mới được có mấy trăm ngàn thôi, thì các bạn chỉ tiết kiệm được cái chi phí của mình này đó. Thì nãy giờ thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái dòng xe phù hợp cho những bạn chuyên đi giao hàng nha các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì nhớ đừng quên bấm like cũng như chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ mình sẽ kết thúc video đây. Chào tạm biệt các bạn.